Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Nhịp sống mới của thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu nới lỏng giãn cách. Hôm nay ngày 1 tháng 10 là ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội, thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 cho giai đoạn mới. Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 4 tháng ngủ yên nay như bừng tỉnh giấc. Từ sáng sớm, một số người dân bắt đầu dậy sớm tập thể dục, đạp xe, đi bộ tại quanh khu vực mình sinh sống. Nhiều hàng quán mở cửa, người dân Sài Gòn háo hức dọn dẹp mở hàng quán, bắt đầu thích nghi với trạng thái bình thường mới. Theo ghi nhận, các dịch vụ sửa chữa xe máy, cắt tóc, hàng ăn, v.v. sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch, sáng nay ngày 1 tháng 10 bắt đầu tất bật hoạt động trở lại. Tại nhiều tiệm sửa xe trên các tuyến đường đều nhộn nhịp người đưa xe đến rửa, sửa, xe máy ô tô xếp hàng dài, chờ để được rửa, sửa sau một thời gian dài không đi lại. Các chủ tiệm rửa xe cho biết do mới mở cửa trở lại nên cũng không dám nhận nhiều khách, khách đến rửa xe cũng phải ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch. Anh Trịnh Đình Lưu, chủ tiệm sửa xe cho biết khách chủ yếu yêu cầu sửa bình, thay nhớt, vá vỏ xe vì nhiều ngày không được sửa chữa. Tiệm vẫn lấy giá như ngày thường, không tăng đồng nào. Anh Lưu nói, các nhân viên cho biết khách đến tiệm chủ yếu thay nhớt và sạc bình vì để lâu xe không chạy nên không thể nổ máy. Các dịch vụ cắt tóc cũng đông khách đến làm đẹp sau thời gian dài chung tay cùng thành phố thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Các tiệm hớt tóc cũng hạn chế nhận khách vì phải tuân thủ giãn cách. Dịch vụ ăn uống hiện cũng được bán trực tiếp cho người dân theo hình thức mang về, do đó các quán ăn uống đông người dân xếp hàng để chờ mua. Anh Lộc, nhân viên quán cà phê ở quận 1 cho biết, mấy hôm nay quán đã mở cửa bán trở lại, giá vẫn giữ như trước, người mua khá nhiều nhờ ship mang đi. Nhân viên làm việc ở đây đều đã tiêm mũi 2 vaccine và 3 ngày xét nghiệm một lần để đảm bảo an toàn. Công nhân đô thị chỉnh trang lại hệ thống đèn đường, công nhân cây xanh lo cắt tỉa cây trên phố, dọn cỏ các bồn hoa trên đường. Người dân phấn khởi, chị Nguyễn Thị Hạnh ngụ quận Bình Thạnh cho biết, sáng nay chị có hẹn với phòng khám để khám lại răng. Theo lịch hẹn trước, chị Hạnh đã tiêm vaccine mũi 1 cách đây 8 tuần và đang chờ tiêm vaccine mũi thứ 2. Trước khi ra ngoài, chị Hạnh đã khai báo trên ứng dụng VNEID theo quy định. Còn bà NTTH, 51 tuổi, ngụ quận 6 cho biết, sau khi nghe tin thành phố nới lỏng việc giãn cách xã hội, bà đã nhờ con gái chở đi bệnh viện khám bệnh. Tôi có bệnh nền nên phải đi khám bệnh định kỳ, nhưng từ đợt dịch đến bây giờ, việc đi lại cũng khó khăn hơn. Nghe tin đường không còn chốt chặn, tôi thấy rất vui, như thấy thành phố đang từng bước hồi sinh, cũng mong dịch bệnh sớm qua đi để tôi còn đi làm, vì ở nhà gần 5 tháng nay sắp hết tiền rồi, bà H nói. Người dân thành phố ai cũng tràn đầy hy vọng về sự hồi sinh của thành phố qua trận đại dịch này. Lịch sử sẽ ghi dấu khoảnh khắc không thể quên cho đến mai sau. Còn một chuyện người dân vui nhưng không được quên trước khi đi ra đường là nhớ khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa trên VNEID nhé.